kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 13 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, sự phát triển của vùng áp thấp phía Tây khiến cho nền nhiệt ở các tỉnh thành Bắc Bộ gia tăng trong những ngày qua, đặc biệt là khu vực Tây Bắc còn xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt lên đến trên 35 độ. Riêng tại khu vực đồng bằng và ven biển, do sự suy yếu và lệch đông của khối không khí lạnh nên trời lại khá nhiều mây, có sương mù kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn tập trung vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, sang đến ngày mai, thời tiết có phần khô ráo hơn. Mặc dù sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù nhưng đến trưa chiều có thể hưởng nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 28 đến 31 độ. Sau đó, từ đêm mai, khối khí lạnh ở phía Bắc di chuyển xuống phía Nam, nên mưa rào rải rác sẽ xuất hiện kèm theo sự giảm nhiệt. Nắng nóng ở khu vực phía Tây sẽ chấm dứt. Tại Trung Bộ, từ đêm nay sang đến ngày mai, thời tiết chưa có thay đổi nhiều. Phổ biến là không mưa, trời nắng và oi nóng, gây cản trở phần nào đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con. Thế nhưng đến ngày 15 tháng 4, do chịu tác động của khối không khí lạnh nên mưa sẽ xuất hiện tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Nắng nóng sẽ chấm dứt trên toàn khu vực. Thưa quý vị và bà con, mặc dù đang giai đoạn quyết định cho sự thành bại của vụ lúa xuân 2018, thế nhưng theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, hiện toàn tỉnh có 2.000 ha lúa nhiễm bệnh đốm nâu, tiêm lửa, tập trung ở huyện Lộc Hà, Kỳ Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân, khiến nông dân vô cùng hoang mang lo lắng. Nguyên nhân được nhận định là do quá trình thâm canh của người dân chưa tốt nên nấm bán ngoại sinh, ký sinh gây hại. Ngoài ra, hơn 1.100 ha lúa cũng đang bị vàng khô chóp đầu lá. Đây là biểu hiện sinh lý do chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm đột ngột. Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp phòng trừ bệnh nhưng không đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, bà con vẫn cần thường xuyên thăm đồng và phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương để có những phương án cụ thể, hiệu quả trong việc ngăn chặn bệnh phát triển gây ảnh hưởng đến năng suất lúa. Bên cạnh đó, thời tiết khô nóng không những đe dọa đến sự phát triển của các cây trồng nông nghiệp mà còn tăng nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. Tại Bình Thuận, trước cảnh báo diện tích rừng có nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm, các sở ban ngành địa phương đã đồng loạt phối hợp cùng với người dân triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong cao điểm mùa khô. Với những bà con sinh sống gần những diện tích rừng có nguy cơ cháy cao thì cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng cháy chữa cháy, nêu cao tinh thần bảo vệ rừng. Nếu phát hiện trường hợp rừng bị cháy cần nhanh chóng xử lý, báo cáo với các đơn vị chức năng để kịp thời xử lý và dập tắt đám cháy. Tiếp tục với tình hình thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam, dự báo những ngày cuối tuần, Tây Nguyên và tại Nam Bộ trời phổ biến nắng nhiều, nhiệt cao, đặc biệt là khu vực miền Đông Nam Bộ trưa chiều nhiệt độ vẫn đạt mức 35 đến 37 độ, trời nắng nóng. Khu vực miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên nền nhiệt duy trì từ 32 cho đến là 35 độ. Bà con vẫn cần tiếp tục tiết kiệm nước để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu Tây Bắc là 35 đến 37 độ, độ ẩm trung bình từ 76 đến 81%. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác tại đồng bằng và ven biển. Ban ngày trời có thể hứng nắng, từ khoảng đêm 14 mưa rào xuất hiện trở lại tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, nền nhiệt độ giảm. Cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ và cao nhất từ 28 cho đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 86 đến 91%. Lui xuống các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 32 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ và độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, phổ biến là không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 33 đến 37 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.